Sáng ngày 20 tháng 8, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bàn giao đối tượng Quy, 63 tuổi, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, là nghi phạm trong vụ bắt cóc bé gái 7 tuổi, trú tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, cho Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra vụ việc theo quy định. Trước đó, tối ngày 19 tháng 8, cháu bé được người thân đưa ra khu vực vỉa hè quốc lộ 1A chơi, đoạn trước cổng làng Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong. Lợi dụng lúc người thân không để ý, đối tượng Quy tiếp cận và ép cháu lên xe, rồi chở dọc theo quốc lộ 1A hướng Nam Bắc, di chuyển vào quốc lộ 9 theo hướng thành phố Đông Hà, thị trấn Lao Bảo. Phát hiện vụ việc, người thân trình báo cơ quan chức năng, đồng thời tổ chức truy đuổi đối tượng. Ngay trong đêm, lực lượng đã bắt được Quy ở khu vực cây xăng Cam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Hiện cháu bé đã được đưa về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tối ngày 19 tháng 8, Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1973, ngụ quận Phú Nhuận, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận nhận tin báo từ một bệnh viện về việc tiếp nhận một bệnh nhân đã tử vong, nghi vấn do bị người khác dùng vật nhọn đâm xuyên lồng ngực. Công an có mặt xác định danh tính nạn nhân là B, sinh năm 1997, ngụ quận Phú Nhuận. Công an xác định trước khi đưa vào bệnh viện, B có ăn nhậu cùng một số người ở trước căn nhà trên đường Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú Nhuận, rồi xảy ra mâu thuẫn với Dũng, dẫn tới đánh nhau bị thương tích. Sau vụ việc, Dũng đi đâu không ai rõ, B bị thương được đưa vào bệnh viện và tử vong sau đó. Khoảng 2 giờ cùng ngày, trinh sát phát hiện Dũng ở khu cấp cứu bệnh viện An Sinh nên khống chế bắt giữ. Tại công an, Dũng khai do mâu thuẫn với B và bị người này dùng ly bia đánh vào đầu. Bực tức, Dũng về nhà lấy hung khí tới tìm và đâm B trọng thương. Gây án xong, Dũng giấu hung khí rồi bỏ trốn cho tới khi bị bắt. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Đồng Nai cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị kịp thời cho một thanh niên 17 tuổi, ngụ phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh, bị vỡ đại tràng gốc gan do bơm hơi vào hậu môn. Đến ngày 20 tháng 8, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong tuần tới. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 8, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chướng bụng, đau dữ dội, choáng váng. Bệnh nhân cho biết, trong lúc làm việc tại một gara ô tô, người bạn làm chung đã đùa giỡn, lấy bơm hơi ô tô, bơm vào hậu môn khiến anh phải nhập viện cấp cứu. Tiến hành siêu âm, kiểm tra ổ bụng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị đầy hơi và chảy nhiều máu trong ổ bụng, nên được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Trong khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ đại tràng và rách 17 chỗ khác dọc theo đại trực tràng. Bác sĩ Phan Văn Phong, trưởng khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện gặp trường hợp tổn thương nặng vì nguyên nhân nói trên. May mắn bệnh nhân được phẫu thuật kịp thời, nếu để lâu sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tính mạng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chơi những trò nghịch dại như trên vì có thể gây nguy hiểm tới tính mạng hoặc để lại nhiều di chứng sau này. Liên quan đến về thông tin về loạn giá xe cứu thương mà báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh, chiều ngày 19 tháng 8, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã nắm thông tin và giao thanh tra Sở Y tế rà soát, xác minh để có hướng giải quyết. Chuyện thu giá cao của tư nhân trong cung ứng dịch vụ y tế, nếu trái quy định thì thanh tra sẽ xử lý, nếu chưa có quy định xử lý thì đơn vị sẽ kiến nghị có biện pháp phù hợp. Dự kiến trong tuần sau, lãnh đạo Sở sẽ họp bàn về phát triển cấp cứu ngoại viện, trong đó đề cập vấn đề về minh bạch giá vận chuyển cấp cứu. Trước đó, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 8, báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải về thông tin phản ánh thực trạng một số nhà xe cấp cứu lạm thu khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn. Sau khi loạt bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc trước thái độ thờ ơ, vô cảm của nhà xe, cũng như lên án những bất cập tồn tại xung quanh loại hình vận chuyển này. Ngày 20 tháng 8, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tạm giữ Trần Quang Vinh, sinh năm 1999, ngụ quận 12, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8, Vinh mang theo dao rồi đón xe ôm tới một cửa hàng tiện lợi ở đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh với ý định cướp tài sản. Lúc này trong cửa hàng chỉ có anh H, sinh năm 2001 là nhân viên nên Vinh vờ mua hàng. Vinh đi tới chỗ quầy thu ngân rồi lợi dụng lúc anh H không để ý rút dao đe dọa.
Vinh yêu cầu nhân viên này phải mở két sắt đưa tiền cho mình. Do lo sợ, nhân viên mở két và để Vinh lấy đi 10 triệu đồng. Lấy được tiền, Vinh bắt xe ôm đến nhà bạn ở ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Tại đây, Vinh kiểm tra số tiền cướp được là 6,5 triệu đồng. Vinh đi tới cửa hàng cầm đồ chuộc xe máy đã cầm trước đó 2 triệu đồng và số tiền còn lại dùng để tiêu xài. Sau vụ việc, anh H đã tới công an trình báo. Tối cùng ngày, công an phát hiện Vinh đang ở trong căn nhà ở phường Tân Hưng Thuận nên ập vào khống chế bắt giữ. Thời điểm trên, Vinh và nhóm bạn đang chuẩn bị sử dụng ma túy. Vinh khai do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đi cướp tài sản. Chiều ngày 19 tháng 8, MS, sinh năm 2007, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ, đến bể bơi Minh Hoàng, thuộc thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, để tắm, thì bị đuối nước. Ngay sau khi lực lượng cứu hộ đưa lên bờ, S được hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng em không qua khỏi. Đây là vụ đuối nước thứ hai xảy ra tại bể bơi này. Bể bơi Minh Hoàng hoạt động từ tháng 5 năm 2018. Trước đó, vào ngày 23 tháng 7 năm 2020, tại bể bơi này cũng đã xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ tử vong.